Hey, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về khoa học lý thuyết nha các bạn. Thì thành phố châu Âu nào được gọi là thành phố vĩnh cửu thì đó chính là thành phố Roma, thủ đô của Italia, được xây dựng từ năm 750 trước công nguyên, hay còn gọi là cái thời La Mã các bạn. Từ một thành phố nhỏ bé, nó đã trở thành một cái vương quốc La Mã khổng lồ, chiếm miền Bắc Phi, xung quanh địa Trung Hải và Nam Âu làm thuộc địa, được chưa? Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình giảng, trong quá trình nói. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn nha các bạn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người, bye bye.